À, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tóc Game Online. Mình Hưng Thụt và hôm nay rất vui được gặp lại anh em trong con game Elorad Red, một tựa game tới từ Nhật Bản và chơi theo cái dạng màn hình dọc. Và đối với những người chơi mà đã từng kinh qua một số tựa game mobile thì chắc hẳn là sẽ không còn lạ gì với các tựa game màn hình dọc tới từ Nhật Bản nữa rồi. Giờ chúng ta sẽ cùng đi vào xem là Elorad Red thì sẽ có một cái gì đặc biệt nhé. Now tell me your name. Giờ sẽ phải nhập tên đây. Kevin Become nữa kìa. Top Top Game Online. Hưng Đột. Invite code, mã mời à? Chúng ta không có mã mời nhỉ? Rồi, ok thôi. Và tên không phù hợp gì. Xóa một dấu cách đi. Bắt xóa hết à? Top Game Online. Rồi, xóa dấu cách thôi. À, xóa dấu chấm thôi chứ. This name will be spread across this continent in the future. Nhanh thế, chưa kịp đọc hết. Chữ hồi thì tức là cái gì đấy, lại một tự nhiên nhàn rỗi nữa à? Phải không nhỉ? Cái kiểu màn hình dọc thì dễ, nó là game nhàn rỗi. Wow, look at that. Như vậy là chúng ta thu thập được một cái tường 3 sao. 3 sao thì không biết là nó tổng nó có bao nhiêu sao. Đúng rồi, nhưng mình dự đoán thì nó là một tựa game Adelie, game nhàn rỗi. Rồi chúng ta có thể xếp đội hình để đánh boss này. Rồi, có 2 người sẽ tham gia, một đội hình sẽ gồm khoảng 5 người chẳng hạn. Nhưng mình đang nhìn thấy đây thì nó sẽ là 5 người. Rồi. Nhìn nó hơi bị sao nhỉ? The extra loot from the boss. Let's check out the state reward. Mình đang nói đó là nhìn nó hơi cử động hơi cứng nhỉ, đúng không? Các bạn cảm thấy nó hơi cứng ở trong cử động của nhân vật không? Thì như các bạn đã biết, một vị tướng 4 sao rồi. Tướng 4 sao thì chắc cũng không phải là thuộc dạng quá hiếm ở trong tựa game này. Lên level, cho equip cái đồ vào. Need more materials. Đánh boss luôn. Cho thêm cái nhân vật này vào. Cái nước à? Tsunami sóng thần. Skill defense nhỉ? Chỉ có mỗi điều là cái chuyển động nhân vật nó hơi bị cứng một chút thôi. Thì khi mà biết được tựa game này đến từ Nhật Bản thì mình đã cái gì đấy? À, mua được cái cuộn giấy triệu hồi với giá rẻ. Rồi, xem ra là bị tướng gì nào? 5 sao à? 4 sao, Rui Thuận sĩ. Lại cho đánh boss tiếp. Đây chắc là sẽ là tướng hồi máu rồi. Blitz, you get 120 min worth of gain. Blitz book. À, đây là cái lượt nghĩa là cho phép chúng ta nhận thưởng của 120 phút liền. Và mình sẽ Blitz một phát. Đấy, thôi chúng ta sẽ nhận được thưởng mà đáng lẽ chúng ta sẽ phải mất 2 tiếng đồng hồ để có thể nhận được. Ở trong cái thời gian nhàn rỗi này thì bây giờ chúng ta có thể nhận được luôn. Một ngày không biết được mấy lần bleed không biết. Rồi, thêm một tướng 4 sao. Hệ Drui thì chắc là kỹ năng của nó sẽ hồi máu này. Các bạn thấy là tiếng của nhân vật nó vẫn là tiếng Nhật nhá. Rồi, cái gì đấy? Alexander X. Dìu của Alexander à? Let's go complete those requirements. Lại quay qua tiếp. Ồ, bác này giống mình nhỉ? Nó không phải là cách con bot hình dạng giống kiểu quái vật, mà nó đang là trong hình dạng rất là giống mình. Là người, là tiên các kiểu. Let's check what have our heroes collected while we were away. Thỉnh thoảng đấm phải con bướm này. Va chạm với con bướm này. Mình bot phát nữa à? Quá nhiều anh. À, mình có thể tăng tốc không? Mình có 20 kìa. 20 mình tăng tốc. Và nó hơn 20. À, như nãy mình đang nói dở thì thường thì những cái tựa game đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc thì ta sẽ mong đợi nó một cái đồ họa thuộc vào dạng. Bây giờ hiếm có một cái tựa game đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản nào mà nó lại không sở hữu một cái đồ họa xuất sắc lắm. Nên là mình cũng đặt khá nhiều kỳ vọng vào cái đồ họa của Elra Red này. Power up. Cái tựa game này đọc tên nó hơi líu lưỡi nhỉ, mình không quen lắm. Rồi, mình sẽ nâng cấp cho nhân vật chúng ta.
Eclipse này. Trở về nhà. Rồi. Để xem nào. Ô, ấn đây thì sẽ có cái tên của nhà phát hành. À, nó ẩn bị chìm ở đây. Personal space. Ô, để xem nào. Vui này. Thayo là thứ hạng đúng không? Chúng ta đang có Iron 1. Tức là Iron sắt à? Kim loại 1 à? Hay đồng? Khả năng là đồng 1. Level 5, chưa có fan nào. Khu vực có Việt Nam không? Có Việt Nam, oh. City Hà Nội. Setting có tiếng Việt không nhỉ? Có tiếng Việt không ta? Chưa nhìn thấy, không biết có tiếng Việt không. Mình sẽ ra kiểm tra lại một chút nhé. Như vậy thì sau khi xem qua cái phần setting của nó thì Eldorad này không có tiếng Việt. Mặc dù chúng ta thì chọn cái khu vực Việt Nam cũng như là thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, nhưng mà chúng ta không chọn tiếng Việt rồi. Thì ở Eldorad này thì chúng ta hiện đang có shop này. Fmican này là cái cửa hàng ma thuật thì phải. Blacksmith là sườn rèn này. Blacksmith có gì đây? Các loại vũ khí từ 1 sao đến 5 sao, 6 sao. Và đủ các loại phẩm màu luôn. Hem, mũ này. Chế được à? Thế thì chỉ cần một chiếc mũ có phẩm chất kém hơn và một khoản tiền nhỏ nhỏ là chúng ta có thể chế được những cái món đồ cao cấp hơn rồi. Xem nào, còn vị tướng thôi chưa đeo đồ được không? Nâng level hết đi. Nâng level này thì cần cái gì? Cần cái bình xanh xanh này đây. Hero XP, bình kinh nghiệm và vàng. Vàng là chúng ta có cũng khá khá. Có một lượt free này. Hai lượt free lấy vàng luôn. Cái khó khăn ở đây là đi tìm nước. Việt Nam, Ken Guy, ôi dồi ôi. Rất là nhiều người Việt Nam tham gia tự game này các bạn. Việt AA này. Rất là nhiều người Việt Nam. Việt Nam Jessica này. Thảo My này. Đấy, rất là nhiều người Việt Nam các bạn có thể gặp được trong tự game này. Relic. Cái này là cái gì mà mình cứ nhận được nhé? Đây là cái gì của cái thạch tích của Alexander X liên quan đến cái gì này nhỉ? Ui, progress 3.4, tức là sau khi hoàn thành đây chúng ta có thể có được cái gì này à? Grand summon đây, mình còn sách mà. Được mấy sao? 3 sao, con này như mình có rồi nhưng thôi kệ. Đâu nhỉ? Đây, mình click đây lấy nốt kim cương xem nào. Rồi, được một cái diu. Diu của Alexander đây rồi. Còn những cái này thì nó sẽ yêu cầu những cái thành tựu khác để mở khóa ra cái tay của Ares thần chiến tranh đấy. Rồi, giờ xem nào. Go file. You can equip cái gì đây? When you set up your team. Chúng ta có thể cài đặt cái diu này khi mà chúng ta set up cái đội hình chính. Rồi xem còn cái gì mà nó cứ hiện ở đây. 7 ngày login này. 7 ngày đăng nhập. Collect nha. 200 game. Đá nâng cấp này. Vàng với ngày thứ hai chúng ta đã có Odin rồi. Odin này là cha của Zeus đúng không? Cha của Thor chứ. Và Hero Medusa. Ngoài ra rất là nhiều đồ khác ở trong những ngày sau. Rồi cái này chúng ta Load for gift. Rồi khi mà chúng ta download hết, chắc là download hết những cái tài nguyên này thì nó sẽ có cái đồ họa nó sẽ mượt mà hơn so với bây giờ các bạn ạ. Có một người chơi kết bạn với mình, xem nào. Riot. Rồi Eldorad Raid là một cái tựa game có cái tên đọc khá là khá là khó đọc. Và mình chưa biết đọc cái nào nó đúng cho nó đỡ phải líu lưỡi rồi. Tại mình có thể nâng cấp được thêm level rồi. Ui, còn đang có rất là rank à. Lên rank level cap 30 lên 40 cần cái gì? Cần cái đá này, không phải là đá nâng cấp à? Mình tưởng nó là đá nâng cấp trang bị. Hóa ra nó là đá nâng cấp level. Chúng ta lên rank. Và càng lên cao thì chúng ta càng cần rất là nhiều nước kinh nghiệm. Ở đây thì mình không có đủ rồi. Chỉ tạm thời như vậy thôi. Hero chúng ta có cái gì vẫn còn dấu hỏi chấm này. Chưa đeo hết đồ. Rồi. Đeo hết đồ chưa? Rồi. Tiếp tục.
chinh chiến. Blitz xem nào được một lần nữa không. This time be free. Rồi. Và khi nào lên một ngày nó sẽ có 2 lượt free blitz và 3 lượt cần kim cương để có thể blitz được. Đấy, các bạn phải tiêu xài sao cho hợp lý nhé. Mình nghĩ là chúng ta nên blitz vào cuối ngày, nghĩa là khi mà chúng ta đã mở khóa được nhiều, đi được một chặng đường dài nhất có thể, thì chúng ta hãy blitz để nhận được tối ưu hóa những cái phần thưởng. Nhận được nhiều quá đấy. Ripper luôn này. Ripper tử thần. Rồi những quà này chưa nhận được à? Đó, chưa nhận được thì thôi. Quả này thì sao? Rồi em này chúng ta không cần nữa, công thủ này chúng ta có rồi. Ở đây to do nhiệm vụ hàng ngày này. Fit này. Level 15 chúng ta sẽ mở trial. Thì chúng ta sẽ thêm trial là cái gì? Ở đây hôm còn cái gì mà gọi ở đây? 7 day login vẫn còn gì đây? Ủa, đã sang ngày thứ hai đâu mà 7 day login sang ngày thứ hai rồi này. Hay mình đang chơi giờ quốc tế. Retract, đây là quả đập đầu này. VIP, chúng ta nào VIP không? Mất không tiền để mua những cái này. Lấy hết luôn, tội gì. Đây là mình sẽ có những cái cách để mà lên được lực chiến cao nhất có thể. Lucky Tie Ticket. Buff này chúng ta không đủ tiền để mua một cái buff nào rồi. Rồi quay lại. Còn cái gì đây? Bonus Sign Daily. Đây là quả tăng thêm hàng ngày. Cái gì đây? À, mảnh tướng. Tướng 6 sao. Mình nghĩ nó sẽ thay thế cho một số những mảnh tướng mà chúng ta không có. Đấy, cái gì ở đây? Vàng lại thêm lượt free à? Hình như chúng ta sang ngày mới ở trong game rồi phải. Mặc dù thời gian Việt Nam thì vẫn chưa sang ngày mới đâu, nhưng mà hình như chúng ta đang chơi giờ của nước nào nữa. Vẫn còn dấu đỏ. Còn gì ở hôm này mà nó cứ còn dấu đỏ để nhắc mình nhỉ? Mình nhìn hết thì không gì còn cái gì đâu. Thôi giờ chuyển sang hero đi. Đây, Reaper đúng không? Cho Reaper lên level, lên rank luôn đi. Fallen Spirit. Lại lên tiếp, lại lên tiếp, lên. Nhìn có vẻ ngầu nhất độ cho lên. Cho lên một mình lên. Thiếu đá rồi. Rồi, equip đồ vào này. Equip hết đồ vào đi. Còn ai chơi equip đồ không? Equip hết rồi mà. À, chơi lên level. Lên rank luôn, đỡ phải kỳ thị. Đỡ phải tị nạnh nhau. Còn ai chơi lên level được nữa nè. Cho lên level hết luôn. Rồi, hết nước à. Backpack ở đây chúng ta có đá gì đây? Relic Stone. Use to level. Relic cái gì của nãy luôn. Thì ta sẽ chết trà còn Odin chưa nhận được nãy giờ quên chưa mấy. Ơn năm ra training pack in our available. Đâu? 4,99 đô. Messi. Còn mảnh gì nữa? Mảnh em này thì bình thường thôi. Rồi bây giờ mình sẽ defy với con bot nhé. Bỏ em này ra này. Cho Odin rồi một tướng 4 sao nữa vào. Đây là chúng ta, đây chúng ta có thể sử dụng cái rìu. Rồi cái rìu này tác dụng gì nhỉ? Random cái gì đó. Random studio. À, nghĩa là chúng ta sẽ tấn công và làm tấn công gây sát thương chuẩn cho hai cái đơn vị trong vòng 2 turn. Bây giờ chúng ta còn có thể gây chảy máu nữa, nhưng chỉ có 3% cơ hội thôi. Ôi quá anh, hỏi thử xem ngô đi này như nào. Úi, nó tử thần chém người không thương mắt. Bọt tiếp đi, tầm này ngại gì bọt nữa. Còn một skin sử luôn này. Khá đơn giản thôi. Bỏ tiếp. Đến level 7 rồi các bạn ạ. 15 nó sẽ mở trial. Xem trial nó là cái gì nào. Lại được cả mảnh của tướng 3 sao à. Chúng ta bao nhiêu kim cương? 619 kim cương cơ mà. Đây các bạn để thấy là gain chúng ta có thông số rất là rõ ràng luôn. 30 kinh nghiệm phút này,
55 bình kinh nghiệm tướng 1 phút, 230 vàng 1 phút và 10 cái cuộn giấy gì đây. Voyager Unlock ấn level 12. Level 12 chúng ta biết được cái giấy này có công dụng gì. Tạm thời hoành bot đã. Level 20 mới tăng tốc được trong chiến trận nữa cơ. Ừ, Odin thì yếu nhất rồi. À, Odin level thấp. Cái gì đây? Mở khóa cái gì đây? Arena, đấu trường. Anh với người chơi khác à? Ừ, thử xem nào. Cũng 5 đội, đây 5 người giống mình. Chắc chắn là sẽ yếu hơn rồi, tại vì có toàn level 1 thôi này. Odin của mình level 1. Rồi Arena Fight còn cái gì nữa đâu. Ô, quánh tiếp à? Được rồi, quánh đi quánh. Mà mình sẽ phải nâng cấp cho Odin một chút đã. Cho ông này ông khỏe lên tí, ông ganh tem xem nào. Thì xem là từ 6 sao nó có gì khác biệt nhiều so với những tướng từ 5 sao sẽ có khác biệt nhiều với tướng 4 sao. Còn đây là Lucky Ticket You Spend for Lucky Loot. Level 10 mới mở khóa, gọi tôi lên level 10. Gì đâu mà khó khăn với nhau, lên level 10 ngay. Rồi. Bot tiếp luôn. Ô, lại có kim cương nè. Đơn giản. Rồi mình nghĩ là mình sẽ lead phát nữa. Ồ, free luôn à? À, tại vì mình qua ngày rồi thì phải. Level 8 lên level 9 thôi. Bot phát nữa xem lên được level 10 không. Để thử cái ticket của nó xem nó là cái gì. Ủa, chiêu kinh ấy. Level 10 chưa? Chưa đủ à? Chà chà. Chưa đủ level 10 thì quán chưa đủ level 10. Chết. À, bot bây giờ đã khá là yếu. Level 10 chưa ta? Oh, là level 10 rồi. Bây giờ thì mình sẽ quả đập đầu, chúng ta không có rồi. Ui, con này nhìn giống con tên gì ta? Shomugan này, lạ nhỉ. Mình đang liên tưởng với nhân vật trong Naruto cơ. Rồi, lên level 10 rồi. Clistate 20. Nhận nhiệm vụ vó nhất và tham gia 3 trận chiến. Toàn nhiệm vụ khá là khoai. Đây, chúng ta sẽ craft ra cái... Ồ, nó vít mây. Dùng cái vé này có gì đây? À... chúng ta một lượt free chưa đã. Cái gì đây? Sao mãi mà chưa thấy nó dừng lại? Thôi dừng lại đi thôi. Hình như là được rồi sao kìa. Được gì còn chả biết. Rồi, Treasure Point và 80.000 gold. X1 phát nữa đi. Ô, thanh kiếm ra cam. Còn một lần nữa còn ra cái ngọc gì chúng ta hết vé rồi nhỉ, hết sạch vé rồi. Trên dưa hăn này là level 30. Trước khi đi vào trận chiến thì gì đây, sale này không cần. Limited offer. Nhận được Poseidon rồi, nhưng mình chỉ chịu hồi Poseidon nhỉ, trọng cái chỗ này. Bonus này. Nó nhận rồi mà. Củ khoai. Cách không đô này không thôi này. Mục tiêu 7 ngày. Nhiều quá thế nhở. Arena ticket. Vé đấu trường. Ngày 1 chúng ta chưa nhận quà. Đã nhiều kim cương nhận từ trong một thần. Gì nữa không? Bonus. Bonus còn nó vẫn bắt nhận à? Gì vậy? Cứ hiện vẫn hiện cái đỏ đỏ đây, mình chẳng biết là nó yêu cầu mình làm cái gì.
Trước tiên là sẽ nâng cấp cho Odin nữa đi. Không để Odin yếu này được. Chúng năm sao bộ mặt của cả team yếu này cũng rồi. Ui hết cả vàng các bạn ạ. Ui thay được thanh kiếm rồi. Hết cả vàng thì khiếp rồi. Rồi quanh chiến tiếp. Ô lại có quà, nhiều quá. Chơi game này nãy giờ chỉ có thấy nhận quà thôi đấy. Cái gì mà nhiều quà quá đáng vậy, 500 kim cương luôn đấy. Kingdom Level tặng kim cương nhiều thế nhỉ. Quá nhiều hot tiếp. Tầm này boss một phải. Đấy. Kinh vãi. Ô đi đâu làm cho một phẩy ạ. Anh bộ anh quái này phải nhanh không. Ô lực chiến cao. Ô không chết à. Ờ mình sẽ cường hóa được cái kiếm không để cho Odin khỏe hơn chút. Cường hóa được không? Không cường hóa được à? Thế mình sẽ nâng lên cho Odin. Arena cũng còn trống chỗ này, đánh luôn. Đánh luôn đủ 3 mạng luôn. Nó sướng người. Ui khỏe thật. Một tát bay luôn đằng sau này. Rồi tiếp phát nữa cuối cùng nào. Chỉ 21.000 chơi đi. 21.000 sẽ bắn được không? Ô, nhân vật hàng đầu của nó còn thế kia. Ui Phượng Hoàng à. Khỏe chết nhờ. Uầy, nó có thể tsunami kìa. Chắc chắn là mình sẽ ăn được tốt rồi. Đấy, mình cũng từ tsunami như vậy không chất lượng bằng. Chuyện này diễn ra khá lâu. Xong rồi bây giờ skill hồi máu. Rồi cuối cùng con thứ nhất bên đó đã dẹo rồi. Sao lại còn bị xóa kia đấy, đỡ thế nào được em ơi. Em ơi sao ơ đi đâu nó vẫn còn máu à, còn dính chấm chấm mà vẫn đánh được kim cương thật. Rồi như vậy là mình vừa cùng với các bạn trải qua những cái trải nghiệm ban đầu của Elo Red Red. Nhìn chung đây là một tựa game Nhật Bản màn hình dọc với cái chủ đề đó là game Idly, và chúng ta sẽ được thu thập những cái đội hình và trải nghiệm một cái tựa game nhàn rỗi đúng nghĩa theo kiểu màn hình dọc của Nhật Bản. Xem nào mình có thể quay được không, mình sẽ quay cho các bạn xem. Summon 2000 mới được 10 lần ạ. Thế thôi mình sẽ để dành vậy chứ giờ quay 6000 mấy cũng phí lắm. Đấy, trả ra tiếng ngon. Nhìn chung tựa game này đáp ứng được của mình những cái yêu cầu của một tựa game Idly. Có điều là như mình đã nói từ đầu đó là cái đây đó game chưa 9940% rồi, mình sẽ chờ hay nó dừng nãy giờ đấy. Nó dừng nãy giờ không chạy à? Thì mình không biết được tựa game này nó sẽ mượt mà vẫn đang chạy mà. Nên chúng ta chờ chạy nốt xong xem là nó có cải thiện được sự mượt mà không. Thêm 200 game nữa, mình 8 game rồi. Rồi sẽ oánh bot nhá, xem thử xem nó có cải thiện không nào. Yoken. Yodin. Chứ xem cái ông kiểu ông vậy đánh như nào đã hết. Nói chung là ổn. Với một tựa game IV theo phong cách của Nhật Bản thì mình nghĩ là Lorenz Red này vừa đủ cho các bạn có thể trải nghiệm Idly, vừa trải nghiệm game chiến thuật và game nhập vai. Rồi với thể loại game Idly này mình xin phép được cho Lorenz Red số điểm là 7.5 điểm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái clip game Lorenz Red của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Chào tạm biệt tất cả mọi người.